Hello, chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với channel của Shopline, channel cũ. Trên tay mình hiện tại đang là cái mạch 302T. Đây là một mã mạch mới của Huzi. Huzi thì anh em biết rồi, mình đoán rất là nhiều rồi và cũng khá nổi tiếng trên thị trường. Hãng âm thanh này làm cái mạch khá chỉ là ok, tiếng trong, bass mạnh, không có bị sôi. Nói chung là âm thanh rất là hay, âm thanh rất cho ra âm thanh rất là hay, chi tiết và hay. Thì đây là cái mã mạch 302T, mã mạch mới xuất hiện trên thị trường. Mã này thì công suất của nó là 60W, mỗi kênh là 30W. Đặc biệt cái mã 302T này thì nó sẽ có cái chỉnh bát chép. Đó, chỉnh bát chép thì anh em nào dùng loa thì cũng như, kể cả như mình chẳng hạn, cũng hay thích là có thể chỉnh được, chỉnh âm sắc được, tức là có chỉnh bát, chỉnh chép được thì nó sẽ tiện hơn. Mặc dù cái công suất của con này là có 60W thôi, nhưng mà cái âm lượng của nó cho ra cũng khá là ok. Đặc biệt là con này có cài app để chỉnh được một số thứ ở trên cái điện thoại, nhưng mà mới chỉ cài được trên Android thôi nha anh em, iOS chưa cài được. Rồi thì con này thì ưu điểm của nó khá nhiều, giải hoạt động của nó từ 9 cho tới 24V này, rất là tiện này. Thứ hai là cái Bluetooth 5.1 này, Bluetooth chuẩn cao này. Rồi kênh, số kênh thì có 2 kênh đó. Và cái loa thì chạy được loa từ 4 tới 8 ohm, và có thể mình đã thử loa 2 ohm, 2.5 ohm bình thường nha anh em, không nóng nha, không nóng mấy. Có nóng nhưng mà không nóng mấy. Đó. Và cái đó đó là những cái ưu điểm và những cái điểm mới của cái mạch 302T này. Giá của nó thì có chỉnh bát chép nên là mặc dù 60W nhưng mà nó giá của nó cũng tương đương với lại cái mạch 200W của Uzi mình có bán trên shopline.vn. Tuy nhiên thì cái nó có một cái nhược điểm hiện tại thì không biết là vì lý do gì mà nhà sản xuất họ làm có một cái lỗi nhẹ. Có một lỗi nhẹ thì mình sẽ mô tả lỗi kỹ như thế này. Đây là cái phím volume này, đây là cái núm volume này. Thì khi mà anh em, đây nó có công tắc nha anh em nghe tiếng tách tách, nó có công tắc nha. Khi mà anh em vặn volume á, tức là mở loa á, mở cái mạch này á, tới cái nấc là hướng 12 giờ thì cái mạch hoạt động rất trơn tru, rất hoàn hảo, ok, không có gì hết. Bát ok, bát chắc mạnh, tiếng trong. Nhưng mà khi anh em chỉ cần nhích lên nấc, qua nấc 12 giờ lên hướng 1 giờ đi chẳng hạn, thì nó sẽ bị vỡ tiếng. Bất kỳ loa nào, kể cả loa lớn, loa nhỏ, loa công suất cao, loa công suất thấp đều bị vỡ tiếng. Đó là do cái mình không 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 biết là nhà sản xuất họ làm như thế nào. Nguyên một cái lô 302T, tất cả 302T đều bị như vậy nhé. Anh em chơi audio trên thị trường thì cũng cũng phàn nàn khá là nhiều. Mặc dù rất thích con này nhưng mà phải mod lại mới dùng được, mới dùng ok được nha anh em. Thì tình cờ mình có xem trên YouTube thì có một anh kia anh chia sẻ cái cách cái mod lại. Ngày hôm nay mình cũng sẽ quay video kỹ càng hơn để chia sẻ lại với anh em, cho những em nào biết rồi thì thông cảm bỏ qua, còn những em nào chưa biết thì có thể tham khảo để mà mod lại nha. Và lưu ý luôn là tất cả các mạch của bên mình đều sẽ mod lại hết trước cho khách hàng nha anh em. Tức là tất cả các cái mạch mà bên mình bán ra sẽ đều mod trước, mod sẵn cho anh em, nên là anh em yên tâm ha. Còn mạch trên thị trường nếu như anh em nào mà không mua của bên mình á, thì có thể xem với hướng dẫn để mà tự mod lại, tự cái fix lại cái lỗi để cho nó ok hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái mạch này ra. Đây là cái nắp mà bên mình đã gắn lại cho khách hàng. Tức là hồi xưa thì bên mình chưa có người làm á, cũng khá giờ bận nên là bên mình sẽ để nguyên một cái hộp không có ráp sẵn. Tức là cái mạch này nguyên bản là mạch rời không ráp vỏ hộp, nhưng mà đợt này thì bên mình đã ráp lại hết toàn bộ rồi nha anh em. Rồi đây mình sẽ zoom lại để chỉ rõ cho anh em nhé, cho anh em tham khảo cho dễ nha. Rồi đây như em thấy á, ở phần gần cái núm 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 volume tổng này, đây đây là núm volume nhá, và công tắc luôn nhá, thì nó có ba cái con linh kiện, ngoài cùng là một cái con trở, phía trong là hai cái con tụ, nó có ký hiệu là C22 nha anh em lưu ý nhá. Gần cái anten Bluetooth có hai cái con tụ ở phía trong là C22. Anh em chỉ việc tháo hai con tụ này ra và thay vào đó bằng hai cái con trở trở dán trở dán 15 kg, 15 kg á. Đó thì mình mua cái con trở mã là 0805 5%,
cái này mình mua ở cái mấy cái shop linh kiện điện tử á, mặc dù giá của nó rất là rẻ, chỉ có 2.000 mà 50 con, 2.050 con, nhưng mà cái việc thay của nó cũng hơi hơi phiền một xíu. Thì anh em nào nào nếu như làm điện tử thì không có ngại, nhưng mà những anh em nào mà không chuyên á thì sẽ khá là phiền. Lý do là mấy con này á nó rất là nhỏ, anh em dùng mỏ hàn sẽ khó mà thay thế. Mình thì mình dùng khò, mình không chuyên điện tử, mình dùng khò mà cũng khá khó, nói chung đối với mình thì là cũng khá chỉ là khó, nên là anh em cân nhắc nha. Rồi thì đây như anh em thấy này, mình có mở sẵn một số cái con trở ra để mình chuẩn bị thay này. Đây rất chỉ là nhỏ, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em thay luôn nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái khò, mình sẽ khò hai cái con tụng này ra. Em lưu ý là mở khò thì mở cái mức gió vừa phải nha, mà nhiệt độ mình để là bình thường mình để là 300 360 mức gió, để nó số số 3 thì nó không có bị bay linh kiện, nhớ đâu mà mình dán vào để cái con này lên thổi nó bay mất ha. Bây giờ mình sẽ làm cho anh em thực tế luôn cho anh em tham khảo nha. Đây mình trước hết là mình sẽ phải bóc hai cái con linh kiện này ra. Mình xin nhắc lại là mình không phải là dân điện tử nha, không có kiến thức về điện tử, mình chỉ vọc vạch thôi, nên là có những cái mà đúng chưa đúng thì anh em trong nghề bỏ qua giùm ha. Đây là mình chỉ chia sẻ cho những anh em nào mà chưa biết thôi, anh em nào biết rồi vui lòng bỏ qua giùm nhé. Đây mình đã gỡ được một con rồi, gỡ con thứ hai này rồi, gỡ con thứ hai đó. Đây mình bình thường mình sẽ làm luôn, nhưng mà đây mình sẽ gỡ ra mình cho anh em thấy này. Đó mình đã gỡ được hai cái con linh kiện này rồi nha anh em, hai con tụ này rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ thay thế vào đó bằng hai cái con điện trở 15 kg. Đây mình đã bỏ ra ngoài rồi. Con điện trở này thì mình mua chỉ có 2.050 con, rất là rẻ luôn, nhưng mà để thay thế được nó thì cũng hơi hơi phiền anh em, mất thời gian phiền. Đó trước hết là mình sẽ gấp mình để vào đây, sau đó mình sẽ lấy máy mình khò. Nhưng mà trước khi khò thì mình sẽ ấn nó xuống, giữ nó xuống, không có gió nó thổi bay mất. Mấy thao tác của mình có đúng chính xác không nữa, tại vì mình không phải dân điện tử. Rồi cảm giác nó dính rồi thì ok thả ra. Rồi tiếp tục con thứ hai. Mình không rành về điện tử nên là đừng anh em nào hỏi về nguyên lý nha. Cái này mình chỉ thấy anh có cái anh đó anh chia sẻ trên mạng, nên là mình cũng sẽ chia sẻ lại để cho anh em chưa biết, hoặc là anh em nào không rành thì có thể làm, chứ còn mình hỏi nguyên lý thì mình không rõ đâu. Nghe anh đó nói là sẽ hạn dòng cái điện áp vào cái con chip âm thanh, hạn cái tín hiệu đầu vào của cái con tín hiệu từ cái con chip Bluetooth chẳng như hay sao đó, mình cũng không rõ. Nói chung là mình chỉ biết sơ sơ, mình chỉ nghe nói sơ sơ như vậy thôi. Đó đây đây là thành quả sau khi mà đã thay thế xong này nha. Đó đây là thành quả sau khi đã thay thế xong. Đó. Và khi mà anh em đã thay thế xong như được như thế này thì cái âm thanh khi mà mở ra anh em có vặn hết hết cỡ volume thì nó cũng sẽ không bị vỡ tiếng nữa. Tất nhiên là khi mà anh em thay thế như này thì cái âm lượng của nó cũng sẽ giảm đi đôi chút, nhưng bù lại thì anh em sẽ không bị vỡ tiếng, nghe rất là ok ha. Giảm đôi chút không phải là giảm nhiều lắm thôi nha anh em, giảm đôi chút thôi, và mình nghĩ là cái mức đó là mức giảm cho phép, tại mình thấy nghe mở lớn hết cỡ vẫn đủ dùng, tức là vẫn đáp ứng đủ, mình nghĩ là đúng chuẩn cái công suất của nó là 60W, cũng không có giảm nhiều đâu ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Em nào có nhu cầu đặt mạch này thì có thể liên hệ đặt hàng ở trên cái link dưới phần mô tả video, hoặc là truy cập trực tiếp vào trang shopla.vn để đặt hàng ha. Con này thì phù hợp với những loa 10 cm và có công suất là từ 10 cho tới 30 đến 50W đều được nha. Đó, loa này mình sẽ sắp tới mình sẽ cái mạch này sắp tới mình sẽ sử dụng rất nhiều cho những cái loa chế của bên mình.
Đó, anh em sẽ có thể tham khảo trên này. Mình sẽ chèn ở trên cái màn hình, anh em thấy được là cái mạch này mình sử dụng rất là nhiều nha. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau.